ngỏ mà đã thêm xì phliếm thông ta chân xì ạ bái chứ nuôi thông tông thông á mình xì thông ăn đi nó nuôi đại ban đó nuôi ngọp à nhá đã cái đam chứ tới hay món ăn lên cho vậy thôi đã nổ à sao anh nổ ăn cho nổ thôi đi nhá miên chong chop chơi mui rớm vào sốt pro nó cái này nó nè này khơi chọp chơi mua anh chọn sai đấy sáng nay thì lại cho tắc này khơi nhận à đi say cam chọt luôn hả à khởi đạo ngay tấm bàn bầy nó sum nắng đạp lên bàn phliem đai mà phải thấy được vô nó còn kẹp cho bọn vậy ạ điểm xí thế tốt phải đau tớ đài nè đau mũi đạn tia nè mà đài trong lại đang ngọt ngọt cái đây thấy score trận này với à do mỗi đạn thứ hay cay cha cha mà còn non khó lắm cay nó ban màn ngay à đọt thôi đạn nó thứ ở đây ra rồi đàn đội mang chạy đạp mấy chục bốn đọc còn lâu à đã chẳng ai thế đã của thì tội đa à đã chất chất bệnh nó nè ăn nắng đồ hai đạn thân niệm chưa tay mạnh đạn thân niệm ừ đạn thân năng ạ đọt nè đọt chọp của thầy thông ảnh làm gì thầy tụi chụp lại với đai chụp này với đai kẽ với đai chụp với đai thế ạ hai trăm ngàn đang làm stu bạn ạ cài về đã lộp hay ăn rồi nữa nối vào kinh chót con chắp bác này nè ai cho đạn thân ông đạn bài cho xa là bom mờ thân nâng mũi thân đi mũi các bạn này tay đạn đi mũi ạ cho tôi trao lọ anh đang vây cặp lóc đạn thân đi bàn mũi anh ấy đã ai lâu nè trên cho nè người muốn đạn này à nó đã thân đó trong đi đã thân đi mũi chưa đó nè
cho mình khó đấy hả bà chứ đã kéo kéo mà cũng đã không hả đang chụp thấy lan à lại đã tam sân ạ đang mơ rồi chứ này đi vậy chứ này đã thấy mối bạn chứ tam chắc là chụp một thế nhỉ hay thật đấy ạ về đã mũi đai đó cái nhà bảo sao anh rộp bơn chứ năm hai mươi cái này rẽ sao hai cái gì nữa mới ý anh đã nói chưa lên này thầy bay cái lâu thì nó một cái bắt nó một bên anh khôn cường cứ anh cho hiểu trăm nó một cái máu ý chờ tí máu à nó lọt xe anh nó lấy chứ ta ý về nhà mà hoang không ô đám cồn mày nhặt về bị phơ hao ý nên là tập lăng à ô sẽ trầy làm đi nè mà bị rốt cho mà tôi cho các bạn mấy đang là cục tắc này จบได้
Yeah. Okay. Bắt nào này. Này ai chứ ngay. Trời mặt trời. Thank you.